Hi, chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ cập nhật giá cái dòng điện thoại Samsung dòng A cho các bạn xem. Và đây là A03s là 3.690.000, có hỗ trợ gốc 0% lãi suất các bạn nha. Và đây là A12 phiên bản 40GB bản 2021 giảm 300.000, áp dụng đến ngày 20 tháng 12, 4.290.000, gốc 0% lãi suất. Đây là A12. Và đây là A22 giảm 400, áp dụng đến ngày 20 tháng 12, giá là 5.890.000, có hỗ trợ gốc 0% lãi suất. A52 thì giá là 9.290.000, gốc 0% lãi suất. Bản này là 128GB các bạn nha. Và bên đây là Samsung Galaxy A32 6.490.000, giảm 200.000, áp dụng đến ngày 20 tháng 12, và có hỗ trợ gốp 0% lãi suất. Thì khi mà chúng ta mua gốp tại Thế Động và Điện Máy Xanh thì hiện tại có hai ngân hàng, đó là ngân hàng Homebridge và FEDIS, thì chỉ cần giấy chứng minh thôi các bạn, hoặc căn cước công dân thôi, không cần phải bằng lái với lại hộ khẩu nữa. Hiện tại chỉ áp dụng giấy chứng minh là mình có thể mua gốp được và đủ 20 tuổi cho lên các bạn nha. Và đây là Z Flip 128GB 24.990.000, giảm 1 triệu chỉ còn 23.990.000, gốp 0% lãi suất luôn. Z Fold 3 256GB 41.990.000, giảm 1 triệu còn 40.990.000. Khoảng hai mẫu này. Và đây mình cập nhật nhanh giá dòng điện thoại Samsung cho các bạn xem. Rất mong video này sẽ mang lại cho các bạn ha. Chúc các bạn có thể tham khảo thêm một số mức giá của dòng điện thoại Samsung nhân dịp cuối tuần. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video lần sau, và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha. Hãy đến ngay Thế Động và Điện Máy Xanh gần nhất để các bạn có thể trải nghiệm những dòng sản phẩm của Samsung tại shop các bạn nha.